Chào mừng bạn đến hướng dẫn thiết kế website miễn phí do Thân Nguyễn trực tiếp hướng dẫn. Giờ mới bắt đầu học thiết kế web. Phần 1. Hướng dẫn thiết kế website bằng của TRÊN. Vâng, chào mừng bạn trở lại với giáo trình thiết kế website do Thân Nguyễn trực tiếp hướng dẫn. Thì trong hai video trước, mình đã chia sẻ với bạn cách để mà mua cái tên miền và hosting. Thì mua tên miền hosting làm gì? Thì một website, bạn đòi hỏi phải có hosting và tên miền thì bạn mới hoạt động được. Đây, ví dụ như website là nguyenthan.com. Thì sau khi đã mua tên miền và hosting thì bạn sẽ trở lại đăng nhập chứ tên miền và hosting. Thì trước tiên mình sẽ đăng nhập vào cái domain tên miền. Thì do đây mình cài mã bảo mật cho nên nó sẽ đòi hỏi là sẽ gửi mã bảo mật tới và mình sẽ nhập vô để kích hoạt. Rồi là bảo mật 2 lớp các bạn. Đây, ví dụ như cái website nguyenthan.com nè. Đó. Thì đây là cái tên miền. Và cái chứa cái website này gọi là hosting. Cái tên miền giống như cái địa chỉ nhà đó. Thì bạn muốn xây nhà thì bạn có nhà rồi. Nhưng phải có địa chỉ thì người ta biết đường để kiếm bạn. Đó. Thì sau khi đã mua cái tên miền và hosting thì bạn sẽ vào để kiểm tra cái email bạn đã đăng ký cái hosting, thì nó sẽ gửi đến cho bạn một email đó là khách, thì bạn vào đây kiểm tra hộp thư đến đây. Mình có thể dịch sang tiếng Việt để cho bạn dễ hiểu. Thì kính chào ông, thì ông đã mua cái này với số tiền là 3,74 đô một tháng đó, là thanh toán hàng tháng. Tên miền của ông là nguyenthan.com và tên đăng nhập của ông là nguyễn19 và mật khẩu này đó. Thì ông sẽ chia sẻ cái IP này đến cái tên miền để nó sẽ kết nối nhau. Thì đây là Never Server 1 và Never Server 2. Thì bạn sẽ copy hai dòng này bạn qua cái tên miền. Rồi sau khi đã đăng nhập vào thì bạn sẽ kéo lên chỗ máy chủ định danh nè. Đó, bạn sẽ bấm vào đây và bạn sẽ bấm là put DNS. Đó, bạn sẽ dán hai cái hai địa chỉ đó vào đây. Rồi, để thuận tiện hơn thì bạn nên copy dán chính xác hơn, vì sợ bạn đánh vào chữ sai, chính tả đồ nó khó. Đó, cũng đơn giản thôi. Đó, bạn dán vào đây. Rồi, bạn sẽ click vào dấu màu xanh này là ok. Đó. Cho cái này mình đã sử dụng rồi, cho nên mình không có click nữa. Thì bạn click vào đây là ok. Nó sẽ mắc cái dấu màu đỏ này đi. Rồi, thì xong khi chờ đợi khoảng 30 phút thì sẽ kết nối tên miền và hosting. Thì bạn cũng tiếp tục trở lại với cái email để đăng nhập vào cái quản trị của cái hosting. Thì đây là cái đường link. Đây. Tạm control paper nè, bạn click vào đây thì sẽ ra giao diện này. Đó. Rồi, bạn sẽ lấy cái tên đăng nhập gửi đến cho các bạn. Đây. Cái tên đăng nhập này là cái này. Đó, copy. Còn này là mật khẩu đăng nhập. Đó, bạn copy dán vào đây. Rồi mình sẽ đăng nhập. Sau khi dán vào xong mình sẽ đăng nhập. Đó.
đăng nhập hoàn thành. Thì mình sẽ giới thiệu sơ lược cho các bạn. Đây là cái tên miền của bạn nè. Đó. Đây chuyển hướng tên miền. Thì cái việc trong video này mình chỉ không quan tâm đến vấn đề đó, mình chỉ quan tâm là mình sẽ đưa cái quật ghét vô cái tên miền và cái hosting để nó có một cái giao diện website. Thì giáo trình thiết kế web này nó đơn giản hơn những người khác là họ phải tải cái quật ghét về giải nén rồi họ upload lên server. Thì ở đây nó có sẵn luôn, bạn vô cái hosting này nó sẽ có đầy đủ chức năng của một cái website đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Đó, thì bạn bấm vào bật ghép rồi bạn sẽ chọn giao diện là bạn bấm sẽ cài đặt ngay. Đó, thì bạn sẽ điền cái tên miền đó. Rồi bạn sẽ chọn tên miền bạn vừa mua. Rồi bạn bấm bỏ cái chữ này đi nha để cho nó đẹp. Rồi tên web thì bạn có thể chọn lại cũng được. Rồi mình giả sử bấm thân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đi. Đó, cho nó mạnh. Rồi bạn sẽ bấm chữ là dựng lên. Thì nếu không báo lỗi thì nó sẽ chạy luôn, không báo lỗi thì bạn sẽ quay lại chỉnh cái lỗi xíu. Đó, thì đã hoàn thành. Thì bạn sẽ bấm sau khi nó đã chấp nhận rồi, bạn sẽ bấm vào đây để quản trị. Thì bạn sẽ chờ khoảng 30 phút thì nó sẽ xong. Thì bạn sẽ bấm vào quản trị. Đây thì nó sẽ ra giao diện giống như thế này. Rồi bạn sẽ bấm vào tên đăng nhập, lúc nãy bạn cho là admin là mật khẩu của bạn. Rồi bạn sẽ bấm vào đăng nhập. Thì công việc kế tiếp của mình là sẽ chọn một chủ đề gọi là một cái giao diện đó bạn. Đó, thì bạn chọn một cái áo trước. Thì giao diện nó có rất nhiều diện, bạn có thể giao thêm giao diện mới nè, hoặc là những giao diện đã chọn sẵn. Thì đây mình đã chọn một cái giao diện này. Đó, đây cái xe này, đó là cái giao diện của nó. Thì bạn có thể lấy giao diện này bằng cách là các bạn sẽ vào thêm mới nè, bạn sẽ kiếm cái tên là Ely Mắt. Đó, bạn kiếm giao diện đó rồi bạn sẽ bấm vào chữ cài đặt là nó sẽ hiện lên. Đó, mình sẽ trả lại giao diện. Đó, bấm vào kích hoạt. Rồi xong, đó là một cái giao diện lúc đầu. Đây giao diện này hơi lên. Đó, nó sẽ ra website thế này. Thì bước đầu thì bạn chưa có viết bài gì thì nó sẽ chưa có thế này. Đó, thì các bạn sẽ viết bài viết đâu, thì viết bài viết thế nào thì trong video kế tiếp mình sẽ chia sẻ đó bạn, cách để các bạn viết bài để các bạn có thể có một website đẹp lung linh giống như mình. Đó, thì trong video sau mình sẽ chia sẻ đó bạn cách để chỉnh sửa menu và chỉnh sửa wallet. Đó, thì bạn cũng có thể vào trong web là nguyenthan.com để tham khảo cái giao diện này.
rồi các bạn sẽ cài đặt theo để làm một website lung linh đẹp đó. Thì cảm ơn bạn đã theo dõi video này, thì mong bạn hãy chia sẻ những điều này đến cho những người khác để họ cũng có thể tự tay thiết kế một website đẹp. Vâng, cảm ơn bạn. Xin hẹn gặp lại bạn video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm ơn chia sẻ video này cho mọi người biết mình.